huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức hội nghị tổng kết vụ đông xuân 2022-2023, tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Theo báo cáo, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân của huyện đạt trên 5.000 hectare. Để vụ đông xuân đạt kết quả cao, ngay từ đầu vụ, địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng vận động bà con nông dân xuống giống, gieo trồng đồng loạt, tổ chức điều tiết nước hợp lý tại các công trình thủy lợi để cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng. Đồng thời vận động nông dân lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm trên 4.300 hectare, chiếm 84,4% diện tích sản xuất cây trồng hàng năm. Nhìn chung, niên vụ này, năng suất các loại cây trồng đạt cao so với các vụ khác trong năm. Đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong năm 2022, trên địa bàn xảy ra các cơn mưa lớn kèm theo dông lốc, làm tốc mái 13 căn nhà, đổ ngã 6 hectare cây trồng lâu năm của người dân.